Thời điểm cận Tết cũng là lúc nhiều đối tượng xấu lợi dụng sơ hở của chủ nhà để thực hiện hành vi trộm cắp. Vào sáng ngày hôm qua 16 tháng 2, Công an phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Trần Hải Bằng, sinh năm 1984, ở tổ 3, phường Trần Phú, về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc 6 giờ sáng ngày 16 tháng 2, Công an phường Trần Phú nhận được tin báo của anh Phạm Tuấn Anh ở tổ 9, phường Trần Phú về việc bị kẻ gian đột nhập trộm hơn 10 triệu đồng tiền mặt, một ví da và nhiều giấy tờ liên quan. Chỉ trong một thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Trần Hải Bằng, sinh năm 1984, ở tổ 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 5 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, một ví da và nhiều giấy tờ liên quan. Tại cơ quan điều tra, Bằng khai nhận do thích ăn chơi nhưng không có tiền, nên vào ban đêm Bằng thường lang thang trên các trục đường, nếu phát hiện nhà nào sơ hở thì đột nhập vào để trộm. Được biết, đối tượng Trần Hải Bằng đã 2 lần đi tập trung cải tạo và có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.